Xin kính chào quý anh chị, rất vui được gặp quý anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HDTV. Và thưa với lại quý anh chị, thì mất ngủ là một trong những cái căn bệnh và cũng là một trong những cái triệu chứng mà rất nhiều người mắc phải. Và có rất nhiều người băn khoăn rằng không biết là tìm cách nào, phương thức nào để có thể chữa trị căn bệnh mất ngủ của mình. Và trong video này thì tôi xin được chia sẻ đến quý anh chị ba cái cách chữa mất ngủ từ chuối xanh. Vâng, thưa với lại quý anh chị, thì chúng ta có thể biết rằng là chuối xanh là một trong những cái nguyên liệu rất là dễ kiếm, dễ tìm và dễ sử dụng, đúng không ạ? Và trong video này thì tôi xin được chia sẻ đến quý anh chị ba cái cách chữa mất ngủ từ chuối xanh này. Và ngay bây giờ thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi video để biết cách chúng ta xử lý với chuối xanh như thế nào quý anh chị nhá. Thì thưa với lại quý anh chị, thì nguyên liệu mà chúng ta cần có là hai quả chuối. Quý anh chị nhá, hai quả chuối xanh nó rơi vào khoảng tầm 200g. Quý anh chị nhá, khoảng 200g. Thì nguyên liệu thứ hai chúng ta cần đó là mật ong. Và đây là mật ong nguyên chất quý anh chị nhá. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cho chuối vào, chúng ta rửa sạch đi, nhớ là rửa sạch đi nhé. Sau khi mà rửa sạch rồi thì quý anh chị hãy cắt bỏ cái phần đuôi chuối này đi này. Đấy, chúng ta tước bỏ phần đầu phần đuôi đi và chúng ta sẽ tước cái vỏ của nó ra như này quý anh chị nhé. Thì tiếp đến thì quý anh chị hãy cắt chuối ra và chúng ta sẽ thái chuối như thế này. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng một cái nồi và chúng ta cho chuối vào đây. Quý cô bác anh chị hãy lưu ý là với chỗ chuối này chúng ta sẽ đun với khoảng 700ml nước. 700 nhé quý cô anh chị. Chúng ta sẽ đun nhỏ lửa cho sôi. Đến sau khi sôi thì chúng ta sẽ đun tiếp khoảng tầm 5 phút. Nước chuối của chúng ta đã sôi thì quý anh chị hãy đun thêm 5 phút nhé. Vâng, thưa quý anh chị, thì ngay bây giờ tôi xin được chia sẻ đến quý cô bác anh chị ba cái cách để quý anh chị có thể chữa trị căn bệnh mất ngủ từ chuối. Thì cái cách đầu tiên tôi xin được chia sẻ với quý anh chị là quý anh chị hãy sử dụng chuối xanh và chúng ta rửa sạch, tước vỏ, sau đó thì mang thái nhỏ rồi là đem phơi khô dưới nắng. Sau khi mà đã được đem phơi khô với nắng thì quý anh chị hãy nghiền nát cái chỗ chuối xanh đó ra và sau đó thì chúng ta sẽ trộn lẫn với lại mật ong. Chúng ta sẽ bê thành viên cơ bằng ngón tay cái nhá. Đầu ngón tay cái chẳng thì chúng ta sẽ mỗi lần chúng ta sẽ hòa tan cái viên đó với nước và một cốc nước khoảng tầm 100ml nước thì quý anh chị sẽ uống trước khi đi ngủ 30 phút. Và cái cách thứ hai là quý anh chị có thể là dùng cái nước chuối đun sau khi và kính thưa với lại quý anh chị thì đây là mật ong và chúng ta sẽ sử dụng như sau. Và đây là chỗ nước nước chuối thì nước của chuối chúng ta đun ra thì chúng ta sẽ để cho nó nguội. Và quý anh chị lưu ý là mật ong chúng ta sẽ sử dụng khi mà cho vào nước, khi mà nước nguội thì mới bảo đảm chất lượng của mật ong quý anh chị nhá. Và chúng ta cũng có thể biết rằng là mật ong là một trong những cái loại nguyên liệu mà được thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, nó có rất có lợi với lại sức khỏe, nhất là về tinh thần và an thần cho chúng ta rất là tốt. Và chuối, trong chuối thì cũng vậy, cũng có những cái hợp chất để giúp cho an thần cho chúng ta. Chúng ta sẽ cho vào đây khoảng một xìa cà phê. Quý cô bác anh chị có thể là cho nhiều hơn lượng mật ong tùy theo cái mức độ chúng ta muốn sử dụng. Thì tối thiểu thì chúng ta cũng chỉ cho khoảng tầm 3 xìa thôi. Vâng, và thưa quý vị anh chị thì đây là bát nước chuối mà tôi đã vừa đun xong và chúng ta hòa với lại mật ong. Đây là một trong những cách được gọi là trà chuối không quý cô anh chị ạ. Và chúng ta sẽ uống trước khi đi ngủ. Quý cô anh chị hãy uống vào buổi trưa và buổi tối trước khi đi ngủ thì sẽ giúp cho quý anh chị sẽ có được giấc ngủ ngon hơn. Và một cách nữa là quý anh chị có thể sử dụng thay vì mật ong, chúng ta có thể sử dụng bột quế. Bột quế cũng là một trong những cái cách rất là hữu hiệu trong việc là chữa trị giấc ngủ. Và ngay bây giờ thì tôi xin được chia sẻ đến quý anh chị một số cái lưu ý khi mà quý anh chị sử dụng chuối xanh để chữa trị những căn bệnh mất ngủ. Thứ nhất là quý anh chị hãy lựa chọn cái nguồn chuối xanh nó thật sự bảo đảm. Và thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng mật ong là với những người mà không bị tiểu đường, thế còn với những người tiểu đường thì không nên sử dụng mật ong. Và thứ ba đó là quý anh chị khi mà sử dụng chuối xanh với lại bột quế thì không nên sử dụng với những người bị dạ dày hoặc là viêm loét dạ dày quý anh chị nhá. Và thêm một điều nữa là quý anh chị cũng không nên lạm dụng chuối quá là nhiều, vì nếu như chúng ta lạm dụng quá nhiều thì sẽ rất dễ là gây đến chúng ta bị táo bón.
Và qua đây tôi vừa chia sẻ đến quý anh chị ba cái cách chữa trị căn bệnh mất ngủ từ chuối xanh. Hy vọng rằng với cái ba cái cách đơn giản này sẽ giúp ích cho quý anh chị, những người đang mắc phải những cái căn bệnh mất ngủ sẽ có được những cái giấc ngủ ngon. Và nếu như quý anh chị cảm thấy video này có hữu ích cũng như là kênh có ý nghĩa thì đừng quên là chia sẻ video và đăng ký kênh, vì tôi sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những video bổ ích hơn nữa. Quý anh chị hãy nhớ rằng đăng ký kênh và dí một nút chuông bên cạnh để đón chờ những video mới, và tôi sẽ quay trở lại với rất nhiều những video bổ ích hơn nữa. Và bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác chị trong những video lần sau.